Lần đầu tiên kể từ tháng 5, Alcaraz bị loại trước tứ kết ở một giải đấu Anh tham dự. Thắng đàn anh Dimitrov ở 3 lần chạm trán trước đây, nhưng tay vợt Tây Ban Nha đuối hơn trong lần gặp thứ tư. Alcaraz bị dẫn trước ở cả 3 set và chỉ vượt khó trong set đầu, trước khi không kiếm được break point nào trong 2 set sau. Giao bóng là điều Alcaraz cần cải thiện sau thất bại ở vòng 4 hôm 11 tháng 10. Sau trận, Dimitrov nói rằng chìa khóa của chiến thắng nằm ở việc anh đọc được giao bóng của đối thủ, dẫn đến thắng game đỡ bóng ở cả 3 set. Alcaraz chỉ cứu được một trong 5 break point phải đối mặt cả trận. Tay vợt 20 tuổi thừa nhận không có nhiều cơ hội tấn công trong cả trận, khi đối thủ chơi thứ tennis ở trình độ cao. Trong 2 set cuối, Dimitrov giao bóng tốt và không cho đối thủ cơ hội nào. Ở set 3, anh thắng tới 16 trong 18 điểm giao bóng 1, thẳng tiến đến trận tứ kết đầu tiên trong năm và là thứ 17 trong sự nghiệp. Tay vợt Bulgari cũng có tới 17 chiến thắng trước các đối thủ top 5. Tuần trước, anh cũng đánh bại Hozerun ở giải ATP 500 tại Bắc Kinh. Alcaraz có 4 game xuất thần cuối set 1 để thắng 7-5 sau khi bị dẫn 3-5. Điều tương tự không lặp lại ở 2 set sau, nơi anh thua 2-6 và 4-6. Trận thua khiến Alcaraz vẫn kém Novak Djokovic 500 điểm trên bảng thứ bậc Grand Tourin, đồng nghĩa cơ hội chiếm vị trí số 1 cuối năm hẹp đi nhiều. Vị trí số 1 đã cách xa tôi hơn, Alcaraz nói sau thất bại thứ 9 trong mùa giải. Tôi còn một số giải trước mắt và sẽ cố gắng hết sức để thắng. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Kết quả hôm nay khiến mục tiêu số 1 cuối năm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dimitrov sẽ gặp hạt giống số 22 Nikola Zari ở tứ kết. Hai tấm vé đi tiếp khác cũng được xác định, thuộc về Andrei Rublev và Hugo Humbert. Vòng tứ kết bắt đầu từ 14 giờ hôm nay 12 tháng 10, giờ Hà Nội với các trận Hubert Hurkacz gặp Fabian Marozsán và Ben Shelton chạm trán Sebastian Korda. Giám đốc điều hành giải quần vợt Úc mở rộng Greg Tiley xác nhận Rafael Nadal sẽ tham dự giải đấu này vào năm 2024. Trong chương trình The Today Show, ông Greg Tiley nói rằng Nadal đã nghỉ thi đấu trong gần một năm qua. Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy trong một vài ngày qua và Nadal xác nhận sẽ trở lại. Điều này khiến chúng tôi rất vui mừng. Tin tức về sự trở lại của Nadal xuất hiện chỉ vài tuần sau khi anh đưa ra thông tin cập nhật tình hình chấn thương. Nadal nói với đài truyền hình Movistar của Tây Ban Nha, những cơn đau không hề biến mất nhưng bây giờ tôi có thể kiểm soát được nó. Có những thời điểm mà bàn chân khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi tôi còn không thể bước xuống cầu thang. Trước những tin đồn về việc ông vua đất nền sẽ giải nghệ vào năm 2024, Nadal cho biết anh muốn quay trở lại thi đấu, muốn giành thêm những danh hiệu lớn, muốn cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đỉnh cao nhưng anh cũng thừa nhận bản thân mình không có nhiều cơ hội để giành thêm các danh hiệu. Nadal đã trải qua năm 2023 không thành công, anh bị Mackenzie McDonald loại ở vòng 2 Úc mở rộng. Sau đó Nadal dính chấn thương hông và phải tiến hành phẫu thuật vào ngày 2 tháng 6. Chấn thương nặng khiến Nadal bỏ lỡ gần như cả mùa giải năm nay. Hiện tại Nadal đã tụt xuống vị trí thứ 240. Nếu tham dự Úc mở rộng vào đầu năm sau, Nadal có khả năng phải đối đầu với những tay vợt hàng đầu như Novak Djokovic hay Carlos Alcaraz.